Ngày hôm nay bác tôi đang có mặt tại Vạn Hạnh Môn để bắt đầu thử thách bạn có dám ngày hôm nay, để xem hôm nay sẽ có những cặp đôi nào sẽ bị xử phạt hay là có ai sẽ là người nhận được phần thưởng của chương trình hay không nha. Chào hai bạn. Hai bạn có đang có dư giả thời gian không ạ? À, tôi muốn đặt ra một trò chơi cho hai bạn. Hai bạn có sẵn lòng tham gia với chúng tôi? Nếu như hai bạn thực hiện được thử thách này của tôi thì tôi sẽ có một phần thưởng dành cho hai bạn. Đây là một thử thách để thử lòng tin ở nhau. Hai bạn có dám chơi với tôi không ạ? Thử đi. Thử đi ha. Đúng rồi. Hai bạn là cặp đôi yêu nhau à? Không ạ. Bọn em chỉ là bạn thân thôi ạ. Bạn thân tới mức nào? Bọn em chơi với nhau được 6 năm rồi. À, học cùng trường hay như thế nào? Thân ai nấy lo. À, thân ai nấy lo. Có bao giờ nghĩ rằng là cái sự thân thiết của các bạn sẽ đẩy mạnh hơn một chút xíu nữa để trở thành đôi? Bạn này bạn có bồ rồi. À, có bồ rồi. Còn bạn có bồ chưa? Em chưa. Chưa, còn đang độc thân vui tính đúng không? Trước đây anh đã từng cạo đầu một cặp đôi. Các bạn có dám chơi với tôi không? Các bạn bây giờ lần này tôi cho các bạn một cái lựa chọn. Bọn em là quân nhân. Dĩ nhiên là tôi sẽ không làm quá. Bởi vì vì các bạn vẫn là quân nhân. Sao nào? Giây phút quyết định. Hồi hộp. Nếu như Tiến trả lời, bạn gái sẽ là người nhận hình phạt. Nếu như bạn gái trả lời, bạn Tiến sẽ là người nhận hình phạt. Người ta bảo trong những giây phút quyết định thì không nên tin vào phụ nữ. Bắt tay bạn, tôi cũng đồng quan điểm giống bạn. Cho nên bạn Tiến sẽ là người trả lời đúng không? Bạn tin vào chính bản thân của mình. Sao nào? Thế bạn có tin mình không? Trả lời đi. Rồi, bạn Tiến sẽ là người trả lời đúng không? Em nghĩ là nó nhiều kiến thức hơn em. Cuộc chơi của chúng ta bắt đầu. Với câu hỏi đầu tiên, làm sao để cái cân tự cân được chính nó? 5 4 3 2 1. Hết giờ. Sao bạn? Em nghĩ là để mỗi cân khá giống nó rồi cho lên. Đây cũng là một cái rất là dễ đúng không? Người ta bảo trong những giây phút quyết định thì không nên tin vào phụ nữ. Cũng là một cái rất là dễ đúng không? Lấy cái cân khác tự cân, nhưng mà tự cân chính nó thì chúng ta có một cách, đó chính là lật ngược cái cân lại. Tôi nghi câu thứ hai là bạn đi ra. Bây giờ trong giây phút này tôi cho bạn một cơ hội suy nghĩ lại, bạn có muốn đổi lượt cho bạn gái trả lời hay không? Bạn gái thì sao nè? Con gái thường sống mưu mẹo hơn, chắc mấy câu hỏi mẹo biết hơn. Chúng ta sẽ thay đổi chút xíu, coi như là nãy giờ là xé nháp nha, quên đi nha. Bạn Tiên sẽ là người trả lời. Câu hỏi đầu tiên dành cho bạn Tiên. Có một anh chàng làm việc trong một tòa cao tầng cao tới 50 tầng, nhưng anh ta lại chỉ đi thang máy tới tầng 40, rồi đoạn còn lại thì anh ấy đi thang bộ. Tại sao anh ta phải làm như vậy? Tại vì tòa nhà đấy không có thang máy từ tầng 40 đến tầng 50. Chính xác. Trong một năm có 7 tháng có 31 ngày, 4 tháng có ngày 30. Vậy có bao nhiêu tháng có ngày 28? 112 tháng. Chính xác. Tỉnh nào sống lâu nhất nước ta? Năm, bốn, ba, hai. Cho bà Thanh chơi là bà Thanh đi xa rồi. Bạn không biết đúng không? Tỉnh Phú Thọ sống lâu nhất nước ta. Chính xác không? Đây là đố mẹo mà. Sai một lần rồi, chỉ cần sai thêm một lần nữa. Tiến. Cái gì khi xài thì quăng đi, không xài thì lấy lại? Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba. Dạ, cây cần câu. Suy nghĩ lại đi. Cây cần câu mà anh. Thực ra có rất là nhiều đáp án, mỏ neo cũng được, cần câu cũng đúng. Theo chuyện dân gian thì chuyện chầu câu có trước hay tấm cám có trước? Câu có trước tấm cám, tại vì trong chuyện tấm cám có chầu câu. Rác, trời ơi, sáo trên bồn rồi. Cái gì chèo không được,
lá hái cũng không được. Người người ăn đủ ấm no là cây gì? Cái gì trèo không được chị? Cây gì mình trèo không được, lá hái cũng không được. 10. Người người ăn đủ ấm no. 9 8 7 6 5 Cây vàng. 4 Anh đọc lại nha, cái 3. cây gì? Em nghĩ là 2. Cây vàng. Cây lúa, người người ấm no mà. Em định nói em dùng cây vàng để em ăn à? Sao mà ăn được, đúng không? Như vậy bây giờ đã chấp nhận là thua chưa? Chấp nhận thua chưa? Nãy giờ cơ hội thì quá trời, đọc hết nguyên một bộ câu hỏi luôn. Nên là bây giờ kiểu gì kiểu cũng phải chịu hình phạt của tôi. Vì các bạn là những người công nhân cho nên tôi cũng không làm xấu các bạn đâu. Bây giờ hình phạt của các bạn đó chính là bạn nữ bạn hóa trang cho bạn nam thành một cô gái thật đẹp. Và đây là những đạo cụ dành cho bạn. Đây chính là đạo cụ dành cho bạn. Hãy biến bạn Tiến trở thành một cô thủy tiên đi nào. Tự mặc đi. Cái này mặc kiểu gì vậy? Ướm thử vô nè. Ok. Cái này mặc vào luôn. Mặc đồ hồng đấy chứ. Váy sexy quá là. Đi đâu anh? Kinh khủng. Kinh khủng. Kính thưa quý vị khán giả, và đây đó chính là Hoa hậu năm 2019, Hoa hậu Nguyễn Thị Bông Tiến. Bông Tiến. Số đo 3 dòng 89, 98 và 89. Đây là phần thi ứng xử dành cho bạn. Nếu như trong tương lai bạn đậu được Hoa hậu thì bạn sẽ chia sẻ điều đó với ai? Em sẽ chia sẻ với người bạn tốt của em đầu tiên. Dạ. Yeah. Khép cánh lại. Vì có bạn hôm nay em được trải nghiệm cái. Đây chỉ là mới là một cái thử thách nhỏ nhỏ dành cho bạn thôi. Nhưng thử thách chính đó chính là với cái hình phạt này, bạn sẽ phải đi catwalk một vòng ở nơi đông người nhất, đó chính là ở tầng dưới của ở tòa nhà này. Mời bạn bước xuống. Trời ơi. Hải hùng thiệt chứ. Ôi trời ơi. Chào thân thiện, chào những người xung quanh. Nếu có lẽ nên cắt cho bạn thêm cái khẩu trang nữa, cho bạn tự tin. Every time I show up, know up. Make him whistle like a missile. Bomb, bomb. Every time I show up, time I show up. Các bạn cũng chào thân thiện vô. Chắc chắn hình ảnh của bạn ngày hôm nay sẽ rất là thú vị và rất là tuyệt vời dành cho tình bạn của hai bạn. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình với tôi. Bạn nhận xét về sắc đẹp của bạn thân của bạn ngày hôm nay như thế nào? Bình thường thì nhìn xấu xấu anh ạ, nhưng mà hóa trang thành nữ xinh phết. Hy vọng là sau cuộc chơi ngày hôm nay, nếu như trong tương lai bạn có gặp một ai đó mà tới đặt những câu hỏi như tôi thì bạn nên từ chối để đừng làm hại bạn của bạn nha. Tôi chúc cho tình bạn của các bạn sẽ càng ngày bền vững. Con số nó sẽ là nhân lên gấp 10, sẽ là 60 năm. Hy vọng như vậy nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt khán giả đi nào.